Lúc sáng cả nhà, Phương có mua cái lồng này 200.000. Mình mới sửa lại cả nhà, coi như là mình mua nguyên cái sườn xong. Đây cả nhà, mình cũng mới vừa gầy lại một mớ gà Silama cả nhà. Bữa tính không nuôi, mà không nuôi thì nó buồn quá cả nhà. Đó. Đây. Đây kể nè, chăn nuôi nha, cái gì cũng nuôi hết. Đây, đây gà Silama mình mới gầy lại nha. Ở đây nó có mấy đủ màu nha cả nhà. Cú nè. Là màu đen nè. Đó cả nhà thấy không? Đó. Gà của mình hoàn toàn không có sữa gì nha cả nhà. Đó. Có sao để vậy. Đó. Đây, đây gà Silama của nhà mình. Đó, mình nuôi nay nó trưởng thành rồi, gái te te sáng đêm. Hiện tại khoảng chừng trên 20 con đó cả nhà. Cái gà này cả nhà mình gầy là mình bắt mỗi chỗ một nơi mỗi ít nha cả nhà, tại vì mình sợ nó trùng huyết á, nên mình bắt nó mỗi nơi mỗi một ít để về cho nó lai tạo giống, cho nó đừng bị trùng huyết. Sâu này lâu lâu mới cho ăn bữa cả nhà ơi, chứ ăn nhiều chắc ăn mệt. Đây mình mua được 10.000 đó. Đó. Mà gà này á, các bạn mà cho ăn sâu nhiều nó cũng không có tốt nha. Cho ăn sâu nhiều nó ít á, thì nó bổ, nó tăng sức đề kháng cho gà. Mà các bạn cho ăn nhiều á, là nó bị tiêu chảy á, đi phân á, nó la máu nó chết á. Các bạn thấy có hang cú đẹp không? Cú này ngày xưa là nó hot lắm đó nha các bạn, mà không biết sao giờ nó đang lớp giá. Cái ngày xưa là gà cú nó làm mưa làm gió trên thị trường đó nha các bạn. Đó, nè ăn đi, nè cho nè, ăn đi, đó tha hồ ăn. Nè, mấy chị em nữ lại ăn đi, đó. Đây, đây, còn đây nguyên cái lũ nè. Lũ phá nè. Nhưng mà các bạn qua đây nè. Đây. Con khờ các bạn. Chưa có ấy, chưa có có lành lắm nè. Anh em nào có mua thì mình cũng chia lại nha. Tại gà nó của mình nó dáng đẹp lắm. Trưởng thành biết chống máy.
để mở cửa chuồng. Ơi ăn đổ quá. Cái lồng này bữa mình mới mua sáng 200.000 các bạn, về sửa lại nè. Nè. Nuôi gà dễ thương. Nè. Ăn đi, nè. Nè, biết ăn không? Ăn đi. Nè, tập ăn đi. Nè. Cái bầy gà con này bữa mình nuôi nó nang tháng rồi các bạn, có lẽ mẹ nay được hơn tháng rồi. Cái có cái anh màu vàng vàng đây nè, biết chống máy vậy, anh bố láo nè. Các bạn nuôi gà Silama đó, mình thương nhất là những cái nó đang chuẩn bị trưởng thành này các bạn nè. Các bạn thấy không? Đây nè, nó lên mồng nè, anh này là chống chắc luôn đó, nè lên mồng nè đó. Dễ thương không? Gãy cái nó hí mắt đó, dễ thương. Đây là hai lứa, lứa này thì nó cũng lớn rồi, mình mới đem về sáng. Còn cái lứa này thì nó nhỏ, gà nhà. Còn lứa này mình mới đem về để mình đổ giống các bạn, làm giống rồi. Trời thì nó cũng đang chuyển mưa các bạn, chắc mình phải đem cái lồng gà này vào. Cái này con này nó có máu lại bò sữa nè các bạn, nè các bạn thấy không, cái ngực nó bông bông nè đó. Thương các bạn. Các bạn theo kinh nghiệm của mình đó, các bạn nuôi gà các bạn nên chuẩn bị lồng, lồng càng đẹp cái mình bỏ con gà xấu vô nó cũng đẹp nữa các bạn. Thủ lĩnh thủ lĩnh cái lồng này. Chúc nè, ăn đi nè, tập ăn đi nè. Ngày xưa các bạn mình nuôi gà con hay chết lắm. Nhưng mà giờ mình lúc kinh nghiệm á, mình sưởi ấm nó. Đó. Đây đèn máy cứu các bạn. Đèn máy cứu nè, máy cứu đẹp lắm. Máy cứu là dán cực kỳ luôn. Đó, máy cứu là đang có dán nha. Đang lên dán nè. Đó. Nè. Các bạn nào có muốn chơi gà Silama cứ alo cho mình, số điện thoại trên màn hình nha. Đây. Ví dụ nhà ở chật chội các bạn, mình kiếm một cặp về mình chơi được các bạn. Đó, như cặp này nó thấy không? Đó, ví dụ đi làm về căng thẳng á, mình có cặp gà cái mình chơi về nó giảm chết dữ. Đó, ăn đi, nè. Chúc dễ thương. Để mình nghiên cứu lại chứ gà nó ăn đổ về là thất thốt nhiều lắm các bạn. Các bạn thấy không? Đây các bạn, đây là cái ghế thần thánh. Mỗi khi mình đi về cái mình ngồi để mình cho gà ăn. Đó. Đây các bạn thấy không?
mình vụ quay lại nè. Các bạn nuôi gà, mình chia sẻ các bạn nên tìm hiểu về thuốc trị bệnh gà nhiều một chút nha. Tại vì nếu mà chăn nuôi mà mình không biết về thuốc thú y á các bạn, thì nó rủi ro nó cao lắm các bạn. Ví dụ mà mình nuôi á mà mình thấy con gà nó có triệu chứng gì đó là mình phải xử lý liền. Chứ các bạn biết sao không? Để nó quá tệ là coi như là mình cứu không kịp á, là coi như là mình mất tiền á. Tại vì nuôi chăn nuôi mình phải bỏ vốn mình nuôi mà các bạn, đúng không? Các bạn phải lành về thuốc men đó. Mà các bạn biết sao không? Thường các bạn đi mua gà đồ nuôi á, chẳng có ai chỉ các bạn thuốc gì đâu. Bởi vậy các bạn phải tự tìm hiểu thôi. Đó. Lại ăn này các bạn. Đây là bầy gà Silama của nhà mình nha. Mình đang gầy lại. Không có cũng buồn lắm. Vài bữa nữa mình sẽ gầy lại gà Thái nữa các bạn. Vừa Thái vừa Silama. Đó. Ai lại cho nè, ai lại cho nè, đi nè, ai lại trước cho nè. Bạn thấy hàng chống cú đẹp không? Đó, dữ lắm á, gái tè tè sáng đêm á. Sáng 4 giờ là mình nghe nó gái rồi các bạn. Các bạn thấy con gà mái nó ẩn không? Đó, gà mái đó, nó ẩn đó. Gà của mình không có sữa sùng vậy các bạn. Mình thấy sữa gà nó tội quá. Có sao mà chơi vậy à? Các bạn nuôi gà mà số lượng lớn ấy các bạn chịu khó các bạn nhìn coi cho kỹ nha, coi thử cái con nào mà nó buồn á, người ta kêu bằng buồn á, là các bạn nên cho nó uống thuốc liền. Đó, cái con đó nó buồn á các bạn. Đó, tí nữa là mình phải xử lý nó liền. Rồi, ăn hết đi. Đó, gà mái đó nó buồn đấy các bạn. Gà mái vàng đó. Tí nữa mình sẽ xử lý đó. Đây, nó đây. Đó, các bạn thấy mặt nó xanh đó. Là phải cho can thiệp thuốc liền nha các bạn. Các bạn thấy cuộc sống của mình nó có an nhàn các bạn. Đó. Chim gà cá cảnh các bạn ơi. Buồn thì làm bạn điếu thuốc với ly cà phê.
Vậy là nó cũng vui rồi các bạn. Các bạn biết sao không? Mình chăn nuôi á, không phải là mình tự tìm cho mình một cái cực khổ gì. Nhưng mà cái chăn nuôi này các bạn, nó đã ăn sâu vào máu mình rồi. Mình không thể nào mà mình chối bỏ nó được. Cái thứ hai nữa là có những người mà người ta ở thành thị, người ta đủ điều kiện, người ta muốn chăn nuôi như mình về cũng khó lắm các bạn. Bởi vậy mình phải biết tận hưởng những gì mình đang có các bạn. Đó, mình nông dân mà. Mình sống ở ngoại ô thành phố Biên Hòa các bạn ơi. Đó. Vì vậy có những cái mà mình quay YouTube á các bạn, mà mình nói chuyện nó không lành lọt như những cái YouTuber khác á, thì các bạn cũng thông cảm. YouTube này là YouTube nông dân mà. Còn YouTube kia, YouTube mấy YouTube kia, YouTube là siêu sao à. Chủ yếu mình là review chơi các bạn, vui à. Đam mê. Mấy con gà này nó cũng mình thấy nó cũng hơi có vấn đề một hai con. Bây giờ mình phải vô mình phải xử lý nó thôi các bạn. Ở video nó cũng khá dài. Buổi chiều hôm nay thì thứ ba thì Vương chỉ giúp vui cả nhà một tí vậy thôi. Cả nhà có cảm thấy xem được video á, có hay á, thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người biết chứ dùm Vương nhé, để có những cái động lực để Vương làm tiếp. Còn anh nào mà cảm thấy ngứa mắt mà muốn chọi đá thì thôi cho em xin lướt qua giùm em. Tại vì chăn nuôi mà, thấy không? Ngồi dưới đống cây trứng cá nè. Các bạn biết cây này cây gì không? Các bạn biết cây này cây gì không? Cây này là cây người ta kêu bằng cây dầu mè á, là mình lấy giống ở dưới Bến Tre lên mình trồng á các bạn. Mình gieo cũng được mấy cây kia kìa. Đó nó mấy cây kia kìa. Các bạn biết sao không? Tại vì cái cây này á, nó dính liền với tuổi thơ của mình đó các bạn. Ngày xưa thì đâu có đủ điều kiện như mấy đứa trẻ bây giờ đâu. Cứ các bạn lấy cái cây nhánh của cây me, cái tàu á, các bạn cột lại đi, để các bạn bẻ cái mũ này nè, các bạn nhúng vô, các bạn thổi cái nó là bong bóng đẹp lắm, chứ không phải như mấy đứa trẻ giờ nó có mấy cây súng nó bắn bong bóng bay tùm lum. Bởi vậy hồi xưa thiếu thốn lắm, nên Vương trồng cây này nè để mình nhớ về tuổi thơ. Mà nghe nói là cái mũ của nó các bạn, tị Jona giờ leo rất là hay nha. Lúc trước cũng có người ta tới, người ta xin để người ta trị bệnh Jona đó. Đó. Còn cái lá nó thì nghe nói cũng ăn được á. Cũng nghe nói cũng ăn với thịt chó được. Rồi, video cho Vương kết thúc video tại đây nha. Thì hẹn với cả nhà video tiếp theo. Chiều buồn buồn quay ngồi dưới tảng cây nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó. Đó. Quay mấy con gà chơi, cuộc sống mà. Nhiều lúc giờ là ngồi quán cà phê các bạn cũng chán. Ngồi nó chán thì sao? Nhớ mấy con gà mấy con chim phải lo về. Rồi, chung bye bye cả nhà nha. Thì hẹn cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye.